7 giờ sáng, gần 200 phụ huynh đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt để chờ đợi được bốc thăm cho con vào học tại trường mầm non Hoàng Liệt. Là địa phương có mật độ dân cư cao, trong khi lại chỉ có một trường mầm non công lập duy nhất là trường Hoàng Liệt. Bởi vậy, năm học này, ở nhóm trẻ 3 đến 4 tuổi, trường chỉ có thể tiếp nhận 333 trẻ trong tổng số 713 cháu đăng ký. Thế nên, việc các cháu học trong trường công hay ra trường tư sẽ phụ thuộc vào việc bốc thăm may rủi của bố mẹ. Đây cũng là cái phương án cuối cùng của các cô và cơ quan chức năng rồi, chứ còn cũng không ai mong muốn là phải dựa vào may rủi cả. 10 giờ sáng, buổi bốc thăm chính thức bắt đầu trong sự lo lắng, hồi hộp của các bậc phụ huynh. Bé đã trúng tuyển vào trường ạ. Chúc mừng anh! Sáng nay, trường phát 176 phiếu tương ứng với 176 phụ huynh tham gia bốc thăm số thứ tự. 80 phiếu trong số đó có nội dung chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường. Số còn lại ghi rằng rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường. Phụ huynh nhận được giấy này sẽ phải tìm trường ngoài công lập cho con. Ủa, nói chung là cũng gian truân lắm. Về bây giờ cũng là 80 mà trợ đến gần 170 mấy cháu. Nhiều bố mẹ thì cũng nói là thôi, đen thôi đỏ quên đi. Nhưng mà thôi, nói chung là cũng bốc được cái trúng tuyển này là cũng là sướng lắm rồi. Chẳng nói thì ai cũng xác định trước là tỷ lệ đen nhiều hơn đỏ khi mà có tới gần 100 phiếu không trúng tuyển như thế này. Thế nên trước khi bốc thăm, nhiều gia đình cũng đã lựa chọn trường tư để con theo học, chấp nhận học phí cao hơn gấp 3 đến 4 lần và điều kiện đưa đón con không thuận lợi bằng trường công lập gần nhà. Không học chỗ này mình học chỗ khác thôi. Mà nó đừng học được đây thì tốt vì nó gần trường chỗ anh. Anh nói là nó gần thì nó tiện đưa lại thôi. Còn nếu mà không thì cũng không vấn đề gì cả. Vì mình có phương án rồi. Theo lãnh đạo nhà trường, việc bốc thăm như thế này cũng là cực chẳng đã và đã được sự thống nhất của phụ huynh sau 4 cuộc họp. Nhà trường không bao giờ mong muốn có một buổi bốc thăm ngày hôm nay. Bởi vì thực ra tính hết tất cả các phương án, không còn một phương án nào tối ưu để chúng tôi có thể tiếp nhận được học sinh. Mặc dù thâm tâm chúng tôi rất muốn nhận toàn bộ những học sinh mà cha mẹ học sinh đã nộp hồ sơ vào trường. Nhưng quá khả năng của chúng tôi vì cơ sở vật chất của chúng tôi không đảm bảo. Không còn phòng học nào dư thừa và đặc biệt là đội ngũ giáo viên, nhân viên của chúng tôi đang thiếu. Bên trong phòng, hàng trăm bố mẹ hồi hộp chờ đợi đến lượt được bốc thăm. Ngoài hành lang, những đứa trẻ vẫn mải mê chơi đùa mà chẳng hề biết rằng cuộc thi tuyển đầu đời của các bé lại phụ thuộc vào bàn tay may rủi của bố mẹ.